Ok, hello hello nhá. Đây là video của Ita 360. Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay tiếp tục em đang làm một video, đang quay ở camera góc rộng, đang đi sửa đường để làm cốt đường để đổ bê tông đấy các bác ạ. Đó, hiện tại thì bây giờ cái đường này nó là có cái chiều rộng là rộng 3,5 m. Rộng 3,5 m các bác nhá, để đổ bê tông thì cái này là sẽ có một đội đổ bê tông riêng, còn em thì là chỉ chuyên đi tức là thuê máy này đi làm giờ để làm cái cốt đường này thôi, chứ không phải là mình làm cốt này xong là mình trộn bê tông. Ngày trước thì mình cũng có đi làm bê tông đấy, chuyên trộn bê tông ấy, thì lại không đi nhận đi làm cốt này, bởi vì là những cái công đoạn này cứ phải chuẩn bị trước, nó bắt đầu tập kết vật liệu rồi tập kết xi măng, bắt đầu là mới chuyển máy đến để làm, chuyển đến là làm luôn thôi, chứ không phải là chờ đến xong lại chờ mấy hôm như thế thì sẽ rất là mất thời gian. Như vậy là hôm nay thì là máy của mình nhìn đang làm đường ở phía ngoài kia, nhưng mà do là chủ máy là cũng nhận được cái chỗ này nên là sẽ chuyển ra đây để làm giờ ở đây. Đấy, cái đường ở chỗ kia thì cứ thong thả làm thôi, máy lốp là 140 nó vẫn làm ở đó các bác nhá. Còn máy của mình thì là tranh thủ đi đá ở ngoài dân này. Đấy, cái này thì là xóm người ta thuê, dân làng người ta có chỗ cái xóm mà người ta đổ bê tông này này, người ta gọi máy mình đến, là mình đến để mình làm. Cái chỗ này thì cái cốt của nó thì lúc trước này, nó là một cái đường xe công nông nhắc đi lại nó rất là nhiều, nó lõm hết hai bên nữa các bác. Bây giờ đổ bê tông thì bắt buộc là mình phải làm cho nó phẳng ra thôi. Thì lúc trước thì mình có đi xuống để mình cào rác qua rồi, cào hết rác cũng như là cái đất bẩn không biết là mình gạt nó hết đi rồi. Bây giờ chỉ cần bấm vào cái ta luy này để cho nó đủ 3,5 m thôi. Cái đường này thì ở phía trong này là không có dân các bác nhá, ở trong này chỉ có đồi cây của các bác đi làm nông nghiệp này thôi, đi làm cây thôi, làm củi, làm sắn, làm trồng bưởi nữa ở trong này thôi, chứ không có nhà ở các bác nhá. Đây là đi đường đi vào trong đồi đấy, nhưng mà cũng được đổ bê tông. Nói chung là có những chỗ thì có cái đường xong là kể cả đấy bán củ sắn, củ khoai thôi là cũng rất là dễ vận chuyển ra ngoài, người ta bán thì nó cũng được giá hơn. Đây, cái bên này cái vỉa là cái vỉa gọi là dính nhiều đá nhất thế này anh em này. Cái đường chỗ này thì nó thẳng thì mình sẽ làm mu rùa các bác nhá. Để cho nước nó sẽ dốc sang hai bên. Hai bên này sẽ thấp hơn ở giữa này. Cái hòn đá này to quá không móc được thì sẽ để luôn. Thì thông thường những cái chỗ nó bé như thế này thì các bác ấy sẽ để các bác ấy không ghép cốt pha, nên là mình sẽ múc cho nó vừa luôn. Cái đất này nó ít quá mình cũng không bỏ múc thôi nhá. Nếu mà để nó nhiều một chút thì mình bỏ múc hơn. Cái này nó ít quá. Cái này cứ bấm thẳng chân là nó sẽ tương đối đủ thôi nhá, bởi vì là lúc trước các bác ấy đo ấy. Đây là cái kia có cái bác tóc bạc bạc, cái bác ấy đo đây. Đó. Nó vừa ở đây các bác ạ. Tức là nó cứ bằng cái xào kia của cái bác ấy là ok. Hình như cái xào kia như đang thiếu 5 phân ấy. Nhưng mà kiểu là cái những cái lề liếc này sau này các bác ấy sẽ còn đo đạc lại nữa cơ. Cái thước kia thì hình như hôm trước đo là không có thước đâu, đo là áng bằng tay, nó vẫn cứ rộng hơn. Giả dụ chỗ nào rộng quá thì sau này người ta sẽ ghép cốt pha các bác nhé. Còn chỗ nào vừa thì chuyển về để đổ thẳng trực tiếp luôn, chuyển bê tông về là đổ luôn thôi, chứ không phải ghép cốt pha. Nhưng mà đúng ra thì vẫn phải là ghép cốt pha, bởi vì là cái tuyến đường nó dài ấy, không ghép cốt pha thì mỗi một chỗ nó lại thừa và ít thì nó sẽ rất là tốn bê tông. Một khối bê tông đổ ở đây tính ra giá trị nó phải hơn 1 triệu đấy các bác, gần 1 triệu đấy. Tiền thuê người ta đổ là 160.000 một khối, tiền vật liệu cát sỏi nữa, nước nôi đấy, xong rồi dân này góp vào nữa. Nói chung là cũng khá là tốn kém đấy. nó thẳng nó là ok này. Cái đoạn ở đằng sau của mình, sau máy của mình đây thì nó hơi chỗ này nó hơi khó quay thì mình cũng chưa quay lại được cho anh em xem, anh em nhìn ở đằng sau. Thời tiết hôm nay thì nó nắng khá là đẹp nhưng mà mình lại may thế nào lại trốn được ở trong cái vườn cây này, làm ở đây thì nó sẽ mát mẻ hơn. Nhưng hôm nay thì mình vẫn làm ở cái chỗ nó có cỏ rác ấy, cho nên là mình đóng cửa, mình bật điều hòa, không có là đến lúc cái bụi của cái cỏ rôm, cái cỏ cái gọi cỏ rác ấy kìa, cái bụi rất là ngứa luôn. Cái bên này lúc trước thì mình đi xuống là mình đã cào xuống, xong là mình dồn đất xuống phía dưới rồi. Bác em cũng bảo là bấm cho nó sát vào chân, nhưng mà cái má gầu kia của mình nó bị mòn đi rồi, bây giờ mình bấm thẳng là nó còn bị lệch đi thôi. Bấm như kiểu răng như thế này thì may ra nó mới thẳng được này. Ở chỗ này thì đường ngày trước nó có sẵn rồi các bác nhá, người ta đã hạ xuống đi rồi, nhưng mà do là cái cỏ cái mới là cái đường đi lại của người ta đi bằng công nông ấy, nó rất là bé, rất là hẹp, cho nên là người ta không đi rộng luôn, nó không, người ta không phát đi thôi. Còn đúng ra là nó to như này, nó rộng như này luôn đấy. Hết lên cái đồi keo này đi, sau này nó mọc cỏ mọc kiếng lên thì nó lại được không, nó lại thành cái đất củ ở trên đâu. Bây giờ mà vận chuyển đi thì rất là mất công luôn, một là phải có công nông, hai là mình cứ cào đi như thế này nhưng mà nó đi xa thì nó sẽ rất là tốn thời gian luôn, rất mất thời gian đấy. Đúng như đây thì nó cũng bằng khá là tương đối rồi anh em nhé. Bác ấy xuống đo xem là nó ổn chưa. Đây là có mấy cây chè, chè này thì bỏ đi thôi. Ngày xưa nó là đồi chè các bác. Làm sao không? Bên này là thấp. Thấp á? À tí ủi nó khác đi mà. Ông bảo nó thấp hơn. Và cái bên đấy kia của mình thì nó mình ủi là nó sẽ cân đối với nhau hết các bác ạ. Nên là không sợ đâu. Cái này thì mình chỉ gọi là cào sơ sơ thôi. Mới là cái cốt đường bên này là nó thấp hơn, cốt đường bên này nó thấp hơn thì bắt buộc mình phải thế, thì mình phải hạ bên cao thôi. Ok, tiến tiếp lên các bác nhé. các ông ở đấy đo, các ông cứ ngồi đó đừng nó phét ở đấy. Chỉ có việc đo ở đấy thôi mà. Tưởng nay ông đo, đây ông đo ở trên kia nó được rồi, dưới này ông đo. Nữa. Làm mấy các bác ấy này, các bác ấy nhiều khi là ấy lắm các bạn, khó chịu lắm. Ông nhiều khi không tính toán được, xong rồi cứ bắt máy của mình đi ủi bằng ben. Bằng ben thì làm sao mà làm được, đất thì đất cũ như này, đất cứng như thế làm sao mà dùng ben mà làm được. Cái ben của mình ấy nó chủ yếu là ủi được cái đất mềm thôi, còn cái đất cứng thì nó sẽ bị hạn chế, không thể ủi được. Ngon cả. Ben của mình là mình để ở đằng sau ấy, nên là mình, khi mà mình tiến lên ấy là nó bị bồng bềnh. Này nó lại ăn ra cái mép này rộng thế nhỉ. Vào cũng gần như là kịch, mắc là nữa rồi. Bấm thẳng. Hôm nay thì nắng như thế này thì trông nó sẽ đẹp hơn đấy các bác ạ. Hôm trước thì nắng nó râm mát, thời tiết nó cũng gọi là nó không được sáng lắm, quay phim khi là cảm thấy nó tối tối. Hôm nay quay từ lúc buổi trưa này nên là nó vẫn còn nắng. Thế này các bác nhé. Ok, và cái đầu cái cây kia là như thế là vừa rồi đấy. trong này một chút nữa cho nó. Cân đối. Đây, cái này là nhiều đất thì mình sẽ thả vào phía trong này các bác nhé. Tít vào đây rồi. Đường này ngày trước là do là mình nghĩ là các bác ngày trước sửa ấy, các bác cứ đắp đất lên phía trên này đi, dần dần nó cao lên, bởi vì cái hàng chè này nó ở trong này mà. Video này khá là dài đấy các bác, mình sẽ làm nó hơn 20 phút để mình công chiếu video. Video này là video là phát công chiếu thôi. Bên này thì mình quay cái video này nó từ lâu rồi các bác nhé, nó từ rất là lâu rồi. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12. Đó. Thì anh em xem cái video này hình như nó là ngày 20 mấy không? Nó còn sắp sang 2023 rồi đấy. Bởi vì là video của mình quay xong thì có những hôm nhiều việc ấy, mình sẽ quay được rất là nhiều video luôn. Nhiều việc quay được rất là nhiều video thì nó sẽ mỗi một ngày một video mà nó sẽ dư ra. Đấy, mình để mình gọi là làm những cái video Tết cho nó được thông cả Tết luôn. Tết thì nghỉ khoảng 20 ngày thì mình sẽ làm dư ra khoảng 20 video để cho anh em sẽ xem cả Tết luôn. Và video Tết thì mình sẽ làm video rất là dài luôn, 30 phút đến 40 phút một video luôn, để cho anh em cùng nhau ôn lại nghề. Cái chỗ này thì đất nó vẫn nhiều này, thì mình vẫn cứ cho vào đây được. Đấy, nó có một cái hòn đá rất là to vào đây. Này thì sẽ cho nó vào trong đi. Alo. 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 Chưa biết rồi anh ơi. Có gì em có điện. Anh chủ máy anh ấy điện là hỏi là buổi chiều nay có xong không? Nhưng thực ra cái này thì nhìn nếu mà cái lượng công việc mình nhìn thấy ấy, thì từ giờ đến tối là nó sẽ xong. Nhưng mà nếu như mà có phát sinh ấy, bởi vì là cái như làm cho dân này thì nhiều cái phát sinh lắm. Lắm lúc phải làm cái chỗ bãi để xi này, xong là làm cái bãi để vật liệu ấy, các kiểu nó dọn dẹp nó mất thời gian lắm. Nói chung là nó không phải nguyên làm đường. Nhiều khi là các bác ấy cứ nghĩ là nó chỉ có làm mỗi đường không ấy, thì thấy luôn là nó có 200 mét đường thì thấy luôn là nó như thế. Nhưng mà thực tế thì vào nó còn biết đủ thứ, chỗ thì lầy, chỗ thì đất nhiều ấy, ví dụ như chỗ này đất nó nhiều này, phải cào đi cào về dồn đất các kiểu. Bác kia bác lại đi đo này. Thì mình chưa quay được, quay là vẫn mắc cây. Dồn hết ra bên dưới nhá. Thì nó có một đoạn bê tông đổ sẵn rồi. Đấy, bê tông đổ ở đây trước rồi này, để Ngày trước cái chỗ này nó là cái đoạn khó nhất, đoạn nó bị trũng nên là người ta đổ trước rồi. Bây giờ là còn cái đoạn nào nó dễ, bây giờ bắt đầu có chương trình người ta bắt đầu là đổ tiếp. Đó, bây giờ mình sẽ lên mình ủi xuống nhé. Con máy của mình nó bị lệch di chuyển cho nên là đi lại là nó rất là hạn chế. Những cái đất củ này thì mình phải xới lên này, xới lên bắt đầu mình mới ủi vào được. Ủi lớp mỏng thôi, múc một gầu đi nữa cho nó nhẹ bớt. Ở đây thì nó mềm thôi nhá, nó mềm thì mình ủi đi lại là nó không hại máy. Lại nó đang xuống dốc nữa. Cả những hòn đá này xuống. Để thấy nó cái ủi nốt cái đường này nhá. Có cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi. Thì mình sẽ xin kết thúc cái video đây và mình sẽ quay thêm một cái video nữa làm về cái công trình này. Hẹn anh em ở video ngày mai nhá. Ok, tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.